Chị Thiếu Nhi em đi theo. Cái này gọi là gì không? Là phở. 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 Phở chào. Phở. Phở chào nhỉ, tôi sẽ mang hồ loại chùi. Là cái gì? Lõi hả? Lõi à, anh lõi hả? Anh lõi, lõi nó như thế nào? Lẹp thơ á. Nè, nhìn nha. Ui, cái vòi vọ. Cái gì? Từ từ. Đua ở nến gì? Nến nến nến. Sao lấy lõi đúng không? Lấy lõi trong đúng không? Tôi quên. Lần đầu tiên trong đời tôi làm như thế này đấy. Đi nào. Chú gì đây? Thân như thế này. Đẹp không? Đẹp. Ăn cà ri ngon này. Ăn cà ri hả? Ăn cà ri. Cà ri hả? Cà ri hả? Ngon lắm. Cà đuối, cái là cà đuối. Cà đuối? Cà đuối hả? Cá đuối. Cá đuối à, cá con cá đuối hả? À. Ngon lắm. Ăn thử đi. Ừ. Đang uống nước. Tối rồi ăn, tối rồi chế biến rồi ăn. Để trong bọ. Đó có nhiều bùn không? Vì điều kiện thuận lợi mình không có dám, không thuận lợi nên mình không dám xuống bùn. Bà Hôm ơi, cho em cầm cái đó đi này, để em cầm cái kia cho. Đó đó, cái bánh kẹo á, nước á. Em đang rảnh mà. Cái này mà tiếng Việt là như gọi như thế nào nhỉ? Gọi bằng tiếng đồng bào này thôi. Gọi bằng tiếng đồng bào là cái gì nhỉ? Pơ tơ. Tiếng Anh tôi đang học gọi là tơ. Tơ. Tiếng Anh hay còn gọi là tơ. Còn tiếng bên Châu còn gọi là pơ tơ. Cái này gọi là pơ tơ nha. Phở đơ, ăn với thịt heo. Và cá đuối. Cá đuối. Cá đuối. Không cần thịt heo đâu. Cái này mình luộc rồi mình giá. À, luộc rồi giá hả? Sao không đi hả? Dạ không. Em không gọi. Không, em sợ nhạc phụ đại nhân lo. Không? Em sợ nhạc phụ đại nhân lo. Nước theo xong con. Là xong rồi. Là hết đường cả. Đi chân. Mu. Đây là đậu gì ấy nhỉ? Đậu Nhật. Những người anh em ở đây thì họ trồng lê kim. Hả? À, đây là đậu Nhật. Còn bên kia là đậu bo. Đậu Nhật và đậu bo thì họ trồng rất là nhiều. Có cải chua, có đậu. Có thơ nữa. Hả? Cải thơ thì là tự nhiên rồi. Bưng đồ nì ní. Nè, dưới này đẹp nè. Thật hả? Oh my god, đẹp thật. Ở đây có hai con bò. Đang nhìn tôi. Ước gì đây là... Cái trời. Ước gì đây là vườn của mình. Đẹp quá hả? À, xa kia có một cái trời nữa là hai cái trời. Ơ, hay, hôm, có suối nữa kìa. Wow, cảnh quá đẹp luôn. Đây. Và bò. Một con cò đang bay. Đúng rồi.
bò đang kêu. Bây giờ mình đi tìm rau ở đâu? Chơi bò hộ em cái này trong này. Mình đi chơi cái bò hộ, ý là bò hộ em cái này trong này này. Cái gì? Bò cái này. À, bỏ trong này. Mình bỏ nó mất quang cảnh. Có đi đâu không? Đi chơi đâu? Xuống đây đúng không? Wow, ở đây quá đẹp luôn. Thì cấp 2 luôn, giờ có hai đứa con luôn mà chưa đi luôn. Chị, cái gì mà lông lông thì chị ngứa không? Đây là mai dương. Ngứa không? Cái gì chị? Mai dương. Mai dương hả? Không, cái này này. Cái cây này. Đó. Thì trái nó rồi. Đây là cái cây mai dương. Mai dương. Người ta nói là mai dương chị. Mai dương các bạn. Mai dương. Như ăn được không? Cái gì cũng ăn vậy. Nhìn có vẻ ngứa nha. Mai dương. Ồ, chụp cảnh này đẹp luôn này. Đúng rồi, mình phải canh những cái góc nhìn qua. Tiết kiệm pin đi. Trên kia đẹp hơn hả chị? Cái gì đấy? Sao chị? Chất nhà quê luôn. Nước sạch. Rất là sạch. Vừa này vừa chị nói gì nào nhỉ? Vừa nay chị nói gì của mình gì nào? Chị út hả? Chị út thì chị mẹ rê ở dưới này này. À mẹ rê. Nhưng mà vườn này này, cái chỗ đẹp đẹp này này. Không biết hả? Này là vô chủ. Chỗ này đẹp quá trời. Đi thanh niên đi trước đi. Đây có nước không? Mẹ. Đấy, đứng lên. Cô Phương. Thanh niên này rất là vui. Được kỳ lễ là thanh niên được đi cả nhà dắt đi chơi. Ôi, mấy cái cây này là... À, đây chứ nhờ? Khoai môn nước hả? Cái này ăn được hả? Trời ơi, nó cao hơn tôi luôn á. Trời ơi. Đây nè, mấy cây này nó cao hơn tôi luôn. Chị xem cao hơn em luôn. Đứng nó đẹp quá hả? Đây, đây, không, chụp hình với cô kìa. Cô chụp hình mình kìa. Hello. Hai thanh niên. Có đĩa à ta? Này cao hơn mình luôn. Mình 1m65 mà cái này chắc 2m, 1m7, 1m8. Ghê thật. Sao đâu? Được nhiều rồi, được nhiều rồi. À, chị vừa nãy chị gọi tên cái này cái gì nhỉ? Phải không? Phải là cái hàng
heo ăn. Nhưng mà bữa trước thường thường cái mình để ý đây này. Cái mình ăn con vân 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 màu đen 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 đỏ đỏ. Đó đây là con người ăn được. Còn cái này là không. Heo ăn được. Heo ăn được. Chúng ta đã nhầm lẫn đồ ăn cho heo trong rồi. Có hay sao chứ? Giang lấy khóa xe cho. My God. Quay lại đi. Quay lại đi. Trời, cẩn thận nha, đồng chí. Bạn trẻ này lâu lâu được lên quê. lên núi chơi nên là đi hơi khó khăn. Đó. Đúng chất gọi là một vùng sơn cước ở đây. Ở đây bỏ gì ta? Cỏ cho bò ăn chắc khi. Từ từ. Là mình đi tìm cái rau này hả? Lật. Thế nên mới là rau. Học lật. Đây này cho anh xem nào. To lắm hả? Ồ trời. To cả bàn tay luôn nhỉ. Mà nó chết rồi. Con này gọi là con trai. Con trai. Con này gọi là này là đàn ông. Này là gọi con trai, còn nhỏ nhỏ kia là đàn ông. Cứu không? Mệt. Như vậy là được không? Nè, to rồi. Xong. Chân to rồi con. Vỏ không anh? Đá nhiều. Để không vậy vẫn chưa chết này. Mày chưa chết hả? Chưa. Mày chưa chết luôn. Chưa chết, mày chết rồi hả? Mày chết rồi hả? À, thanh niên này chết rồi. To bằng cả bàn tay, hơn bàn tay con người luôn. À, thấy không? Đó. Đó quá. Đây, trên này còn không? Đó, hết rồi. Đi. Lên cái trò kia.